Hello anh em, chào mừng anh em đến với vlog tiếp theo của mình. Thì như anh em biết thì Sài Gòn hay là ở bất cứ đâu ở đất nước mình á cũng đang bước vào một cái mùa rất là đặc biệt. Đó là mùa nóng nhưng mà lại có mưa. Thì cái thời tiết này nó khá là khó chịu anh em, tại vì nhiệt độ ngoài trời nó đến 30 40 độ C, có chỗ có thể cảm nhận được nó nhiệt độ đến 45 50 độ C luôn. Thì khi mà cái nóng như vậy anh em, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là nước nó cũng sẽ nóng. Và mình nói nước ở đây đó chính là cái hồ cá của mình đang nuôi cá đó anh em. Thì cái hồ cá của mình mà khi mà nó khá nóng như vậy á, nó trên 30 độ C á, nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy rất là nguy hiểm. Đầu tiên á anh em, là con cá nó sẽ dừng hoạt động tiêu hóa của nó lại. Nó hạn chế đó em, có nghĩa là bình thường nó hoạt động 100% thì cái mùa nóng như vậy nước nó trên 30 độ C á, nó chỉ hoạt động đến 10-20% thôi. Thì những cái lúc như thế này á, mà anh em cố gắng cho cá ăn nhiều á, nó sẽ dẫn đến cái hiện trạng là con cá nó không có tiêu hóa được, và cái thức ăn đó nó sẽ móc hỏng ngay trong ruột cá luôn, và điều đó dẫn đến con cá sẽ bị bệnh nội tạng. Những trường hợp xấu nhất xảy ra là cá nó chết anh em. Thì một khi mà cá nó là bệnh nội tạng rồi đó, khó chữa lắm. Nếu mà bệnh ngoài da rồi thì mình còn thể chữa được, còn bệnh nội tạng rồi thì khó lắm anh em. Có những anh em nói có thể sử dụng thuốc cho người thì mình cũng đồng ý là có thể sử dụng một vài loại thuốc cho người, nhưng mà thuốc thì dành cho người anh em, nó hiệu quả với người nhiều nhưng mà nó hiệu quả với cá cũng không có nhiều đâu, nó hiệu quả ít thôi. Thì ở bên cạnh việc anh em cho ăn ít, thì một cái điều quan trọng nhất là anh em phải giữ được cái môi trường cá sống nó tốt. Thì môi trường cá sống tốt là như thế nào? Anh em nhìn như một cái hồ cá mà nó trong ơi là trong, nó đẹp ơi là đẹp, nước tốt ơi là tốt. Mình nhìn ở ngoài thôi thì mình thấy như vậy. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải đo được cái chỉ số nước của cái hồ đó, thì mình mới biết được là cá, cái môi trường sống của nó tốt hay không. Ví dụ như là anh em nhìn một cái hồ cá nó cứ đục, anh em kết luận là nước không tốt. Mình chưa chắc là nước nó không tốt đâu anh em, tại vì mình chưa thấy được cái chỉ số của cái hồ mà. Không lẽ nước nó đục thì nước xấu sao? Ví dụ như những ao bùn ở Nhật đi, nước nó đâu có trong đâu, nó cũng đục như vậy. Mà mình kết luận là nước nó xấu thì cũng không có khách quan ha. Khách quan nhất là mình phải đo cái chỉ số nước. Mà mình thấy rất là nhiều anh em up cái hồ của anh em lên trên mạng á, thì anh em chỉ cho mình quay clip cái hồ thôi, nước như thế này như thế nọ, rồi anh em hỏi một câu mình thấy cũng bất ngờ là anh em thấy nước như vậy được chưa. Về cảnh quan thì ok, nước hồ đẹp, cảnh quan xung quanh đá rồi cây xanh này nọ rất là đẹp, nước hồ cũng đẹp luôn, nhưng mà mình sẽ không kết luận được là nước nó tốt hay không. Nước tốt hay không là do cái chỉ số nước nó quyết định. Và hai cái chỉ số quan trọng nhất trong cái hồ mà anh em luôn luôn phải theo dõi hàng ngày hàng tuần luôn, đó chính là độ pH và NH3 NH4 trong nước. Thì ở đây mình đang chuẩn bị một cái lọ để chuẩn bị mình đo pH nè, và một cái lọ bên kia để mình đo NH3 NH4. Bây giờ mình sẽ đo luôn nha, tiến hành mình đo nước mình luôn. Thì cái này công việc mỗi buổi sáng của mình thôi, nhưng mà hôm nay mình quay để mình nói với anh em luôn, chia sẻ một vài cái kiến thức nhỏ nhỏ của mình với anh em. Chờ mình xíu nha. Rồi ok anh em, mình cho thuốc vô hết rồi nào. Thì mình sẽ không quay lại cái quá trình mà mình cho thuốc vô như thế nào ha, tại vì đo NH3, NH4 với lại đo pH thì mình đã làm clip về hướng dẫn các anh em cách đo rồi. Anh em có thể tìm xem lại ở dưới phần mô tả ha, mình sẽ để nó link ở đó. Để anh em coi nè, NH3 ở trong hồ của mình hiện tại là nó nằm ở giữa mức 0 ppm đến 0.25 ha, tại vì này một xíu nữa sẽ đổi màu, nhưng mà mình nghĩ nó nằm ở khoảng này. Thì cái khoảng này là cái khoảng ngưỡng an toàn nha, tại vì anh em cố gắng đừng có để nó lên tới 1 chấm, đừng để nó lên 1 chấm cho lên ha, thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm với các coi. Cái thứ hai là pH, thì pH của mình vừa đo là nó nằm ở khoảng 7.5 đến là 7.0 đến 7.5. Thì đây là một mức pH cũng ok, không có vấn đề gì. Thì cái mùa nắng nóng này anh em nhớ chú ý hạn chế cho cá ăn.
nếu như cho thì cho ít thôi, đừng cho nhiều quá. Cái thứ hai là anh em phải luôn luôn theo dõi cái pH với lại NH3 NH4, đừng có để nó lên quá cao, cũng đừng có là đừng có để NH3 NH4 lên quá cao. Mức ok nhất là từ 0 ppm đến 0.5 ppm ha. Còn pH thì từ khoảng 6,5 đến 8,5. Mức đó là mức cá nó phát triển tốt được. Một vấn đề nữa là anh em cái mùa này anh em nhớ chú ý vệ sinh lắng lọc thường xuyên và thay nước sau cơn mưa, có nghĩa là mưa xong là anh em phải thay nước hồ liền khoảng 20%. Tại vì nước mưa đó anh em nó làm cho pH nó thay đổi một cách rất là đột ngột, sẽ làm cho cá của mình nó không có thích nghi kịp, dẫn đến cái tình trạng là cá nó bị chết, mà nhiều trường hợp nặng là cá nó bị chết. Thì để tránh những cái sự việc đáng tiếc xảy ra đó, anh em chú ý thay nước ha, với giữ cái môi trường sống cho cá nó tốt. Tại vì cái mùa này nó mùa nó rất là kỳ anh em, nó nắng nóng mà nó lại có nhiều mưa, mà mưa đó bất thường nữa nó sẽ gây ra cái hồ của mình nó dễ bị nhiễm độc lắm, cho nên là anh em nhớ chú ý nha. Thì cái clip hôm nay mình cũng chỉ làm đơn giản về cái vấn đề này thôi. Chúc anh em một ngày tốt lành và luôn vui vẻ bên cái đàn cá của mình. Tạm biệt anh em, bye 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 bye.